Đây. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bây giờ là đã đúng 0 giờ 0 phút 0 giây giấc tối rồi. Thì sư thầy hồi chiều á cùng đi với một cái người vợ thì cũng đã trực tiếp ở lúc ở đây là cũng nửa đêm á cô bác anh chị. Bây giờ là dạ. 0 giờ rồi hả? Dạ đúng 0 giờ đó thầy. Và từ lúc cũng xong đến bây giờ là cũng được 5 số tiếng gì rồi hả? 5 tiếng gì vậy? 5 tiếng rồi. Và có thấy hiện tượng gì trong nhà nữa không? Không thấy hiện tượng tự bốc cháy nữa không? Không. Dạ không thầy. Và khi hồi sáng tôi chưa đến đây thì đã cháy mấy lần. Khi các thầy khác đang cúng thì tự đồ đạc tự bốc cháy mấy lần? Dạ 4 lần. 4 lần à? Dạ. Đó thì khi tôi đến đây thì tôi thấy các thầy đang cúng thì tôi không có vào, tôi ở ngoài, tôi chờ xem là các thầy có làm được việc không, nếu làm được thì tôi không có vào nữa. Nhưng mà khi các thầy cúng thì vẫn cháy đúng không? Cúng xong vẫn cháy đúng không? Dạ. Yeah. Thì các thầy chắc là đều lắc đầu đi về hết đúng không? Đó thì tôi là vào mà sau cùng nhất để tôi cúng. Và cúng là được 4-5 tiếng rồi thì không thấy hiện tượng gì nữa đúng không? Gia đình bây giờ là cũng ngủ ghê hết rồi ông bà. Bây giờ gia đình chị cũng ngủ luôn. Rồi chào em. Chào thầy. Chào tất cả mọi người. Yeah. Đó thì từ chiều đến giờ thì không còn hiện tượng gì nữa đúng không? Anh đúng cho đèn nó có tối xíu được anh không? Chối mặt hàng đó. Còn có nói yeah. Chờ chưa ra. Từ trong ra ngoài xem có hiện tượng cháy tự bốc cháy nữa không? Không chung là thấy bữa nay mát mẻ thầy. Hôm nay không khí nó như thế nào rồi? Đúng rồi. Đúng rồi. Không thầy, à căn nhà của dì Tư đây là thầy đi coi. Ông gầy không dám ngủ luôn, hôm nay mấy đứa nhóc với dì Tư ngủ ngon, thầy xuống đây thăm. Ngủ ngon nhưng mà lâu lâu ảnh mới về á. Có thể ngủ ngon rồi đó thầy. Hôm nay gia chủ có thể ngủ ngon rồi. Lúc trước con đảm bảo thầy luôn, một người xuống đây là một người canh. Không ai dám xuống đúng không? Không thấy không? Ngủ ngon lành nè. Mình xuống đây mình thăm xíu thôi để cho nói chung tư là ngủ đi. Cái ok hồi rồi. Hôm qua là một người tắm một người canh. Đúng rồi. Người tắm thì có người canh đúng không? Không dám tắm luôn. Mà tắm ở trong ở ngoài này nó phật. Phật cháy hả? Thầy biết sao người tắm người canh không thầy? Đa số mọi người á, tôi còn có cối đây nè thầy. Vì sao thấy ngồi đây nữa là... Ngồi đây, em mọi người có thể cái cối để đây nè. Thì người nhà có thể thấy phần âm ngồi đây đúng không? Em thấy, dạ, đúng em thấy đầu tiên tất cả mọi người thấy, tất cả mọi người thấy à? Trong gia đình thấy hết chứ sao? Thấy hết không, nhưng mà chỉ có ba em mà không thấy à? Bé chỉ một người không thấy, chỉ có ba là không thấy thôi. Rồi vậy là nhiều người thấy, phải một người thấy đúng không? Em thấy đầu tiên nè. Gia chủ tự thấy em luôn. Em thấy đầu tiên là ngồi đây đó thì ngồi đây rồi. Đó, cái cối cũng liền ra bên ngoài rồi mấy tháng rồi, nói chung là được mấy tháng rồi. À, tháng 10 năm rồi. Từ tháng 10 năm rồi mà đến bây giờ luôn. Mùng 10 tháng 10 năm rồi kéo dài đến hiện tại bây giờ đúng không? Đúng. Cho đến lúc mà mình chưa vào đi cúng, các thầy các cúng trước đúng không? Cúng càng ngày càng làm dữ, càng cúng càng cháy đúng không? Nhưng mà thấy chiều giờ hai chồng anh đến đây và anh giúp thì là em thấy cúng là xong im, có thấy hiện tượng gì nữa không? Im à, em mà đúng không? Thấy cái nhà là đồ đạc đem vô quá trời luôn, mang hết vào nhà rồi mát lại rồi. Thấy mát mẻ các thầy chắc là biểu mang đồ ra ngoài sợ chứ cháy. Thường là em đi sáng em đi tới chỗ có chứ phòng thường đứng trên này em nổi dậy chân tối u bây giờ thấy cảm thấy bình thường. Giờ ở trên này cho mình đứng dòm xuống dưới không thấy u luôn, còn cho mọi người cùng xem. Dạ thì nói chung là em cũng theo gia đình mình mấy ngày cái phòng của em ngủ đây nè. Quá hay luôn. Nhưng mà đồ đạc đều để nhiều nơi nhưng mà cũng không có cháy. Em đi ngang đây là da gà em nổi chân. Da gà tức mình có cảm nhận thấy có người ầm ra đúng không? Anh vô phòng của mình không? Anh vô thử đứng để xem sao. Tại bây giờ là nói chung là bình thường. Mát mẻ chưa? Tại bây giờ là giờ đúng của người âm là mạnh nhất. Hết rồi. 0 giờ 0 phút 0 giây. Nói chung á là hồi trước là tôi không dám bước xuống đây luôn. Bây giờ thấy mát mẻ rồi. Giờ thấy cái nào trong người thoải mái chưa? Thoải mái. Rồi, ok. Nói chung là bây giờ là ok. Thì bây giờ hôm nay đi xung quanh nhà. Hôm trước là cũng để đồ rồi cháy đúng không? Cháy hết trơn, không hiểu không cháy trơn. Đây thầy, chỗ này đặc biệt có cái xạo đây là cháy. Cháy cái sào này trống luôn, giờ trước là để đồ cháy cho để đồ gì cháy luôn thầy. Mà chẳng cháy được nữa chiều giờ cháy mấy không hộ trên nó lấy hết trơn luôn mà thầy đang nát hết mấy ổ điện mà nó đẩy hết trơn ổ điện ở đây rồi nó đẩy tùm lui nhà dưới là hai cái ổ điện trực tiếp đó mà ngủ đó là đem đồ bỏ vậy là chút xíu cháy
À, bên này đổ bỏ đâu trái đâu. Này bỏ còn mấy chục cái luôn không trái. Đắt mẹ. Đó, từ trước ra sau không còn cúng rồi đem ra giờ. Không còn hiện tượng cháy gì nữa. Là bây giờ là nói người đều có thể ấm áp ra. Có thể ngủ ngon được rồi. Không vô phòng thấy ấm rồi. Không, tối nay chắc có thể gác vô lên chát. Ngủ ngon hả? Ngủ ngon rồi. Mấy tháng rồi không được ngủ mà. Mấy tháng rồi không được ngủ đúng không? Em nói chung là nay cũng lâu rồi không được ngủ, tối nay chắc có thể gác vô anh chán ngủ một bữa. Mà độ gác còn được không anh? Được đó, vô tôi dài mà tôi gác tới đâu luôn. Nghỉ ngơi cho khỏe, cũng mệt mỏi mấy tháng nay rồi. Mệt cũng khỏe chứ. Dạ. Nếu mà thức thè thức biết mà hang mắt làm như gấu trúc vậy. Đó. À, chân mày người ta còn nha. Hai lỗ tai còn nha. Hôm nay thì đi ngủ rồi thì bác có thể nhẹ nhõm người, có thể ngủ ngon. Dạ. Qua ngày mai nữa là mới dám chắc ha thầy ha. Những cái clip trước của con đó đăng tải trên đó thầy. Không biết thầy có theo dõi hay không. Chưa, cũng không biết là khi đó là hỏi thử thiểu ai tỉnh đâu. Dạ. Những cái clip trước của con á, con đăng tải lên thì không biết thầy theo dõi hay không. Nhưng mà nói chú Năm á, ngày đêm ở chằn hết, không giờ bằng áo. Không bằng áo. Nhưng mà hôm nay thầy không dám mặc áo đúng không? Bằng áo cháy. Là một cái là cháy. Lúc hôm nay là chú Năm bằng áo. Hôm nay là mặc áo đen, mặc áo mặc quần không cháy nữa đúng không? Ngủ ban đêm thầy lạnh. Không cháy thôi, nóng nóng thôi rồi. Ngủ ban đêm lạnh không dám đắp mền, không cho bằng áo. Nóng nóng thôi. Sợ mấy đứa nhỏ thôi. Chú Năm ơi, hôm nay chú Năm bằng áo rồi, tối ngủ lạnh thì cứ đắp chăn thoải mái. Không sao. Ai lấy chăn đắp người. Không cần gì phải sợ nữa. Mọi người cũng ra rồi. Chú trở lại. Bên đây thì một đại gia đình nó cũng đã ngủ rồi. Nhẹ người rồi đúng không? Dạ. Không còn suy nghĩ gì nữa. Rồi, được rồi. Góc bên kia dạ. Thì thầy ơi, cho con hỏi thăm một chút xíu nữa được không thầy? Dạ. Vì Năm vẫn còn ngồi bên kia. Nãy, gia đình mình cũng đang mà dùng một cái buổi tiệc để mà ăn mừng. À. Thì thầy cũng phát hiện một cái người nào đó. Mình không tên hoặc là xin danh thế nào. Rồi, bây giờ thì thầy cảm giác như thế nào rồi thầy? Một người đó cũng là một người thầy. Dạ. Không biết là người thầy ở đâu về đây, mình cũng không có quen biết. Khi thấy mình về đây làm, họ có vẻ khó chịu. Khi tôi cúng thì họ lại đi vào trong phòng, họ cứ lằng quằng phía sau, họ không có đứng phía trước. Dạ. Bây giờ mình thầy trong lòng thầy cảm giác là căn nhà này an toàn chưa thầy? Còn cái gì mà phức mắc hay sau lưng thì luôn các thầy? Bạn có thể cảm nhận được có an toàn hay không từ nãy giờ đó, từ chiều giờ đó. Đúng không? Dạ. Ai cũng thấy rồi, mọi người đều thấy rồi. Nếu có chuyện gì thì tôi không đứng đây được như thoải mái như vậy, và gia chủ cũng không có vui vẻ được như thế kia đúng không? Ai cũng thấy vui vẻ rồi, cả gia đình gia chủ đều thấy cảm thấy phấn khởi vui vẻ. Dạ. Dạ. Thì nói chung đó với cô chú anh chị thì thầy đến đây thì mình nghĩ theo mình nghĩ đó nha thì là có thể là thầy thức trắng đêm nay vì thầy một cái phần nào đó là không an tâm đó, để mà theo dõi tình hình của gia đình như thế nào. Để mà cho gia đình đêm nay có một giấc ngủ ngon. Từ sáng đến giờ, từ 5 giờ sáng tôi đi đến giờ đến đây. Thì đến 7-8 giờ tôi mới được ăn miếng cơm đó. Đó, tôi nhịn đói từ sáng luôn. Tôi làm xong các việc rồi tôi mới ăn được miếng cơm. Tôi cũng dốc hết sức mình để giúp cho phần âm và gia chủ ở đây. Thì mọi người cũng đều thấy đó. Đây ảnh lấy thêm đồ đem vô đó nè thầy. Đó bây giờ thì gia chủ cũng dọn đồ dần vào trong nhà. Mình mùng chiếu rồi có thể dọn vào nhà rồi, không có sợ cháy nữa. Còn mấy bữa trước thì không có ai dám mang đồ vào nhà đúng không? Dạ. Không dám để. Bây giờ đúng 0 giờ 9 phút rồi. Dạ thầy ơi, thì cái vụ việc này á rất thì trên cộng đồng mạng á thì cũng rất là nổi tiếng. Mà hôm nay thầy đến đây á thì cũng soi dịu đi. Dạ. Đó thì nếu như mà một mai sau này đó có những ai mà xem những cái clip này đó thấy thầy nói chung là có cái lòng hảo tâm rất là tốt thì nếu một ai nào đó ai thì gia đình nào vướng phải vào tâm linh thật sự thì cứ liên hệ với thầy, liên hệ có thể tôi giúp được cho gia đình đó. Dạ. Hiểu duyên thì hôm nay con đến đây thì con cũng biết thầy là đến gia đình là hỗ trợ cho gia đình bằng cái tâm chứ không phải là vì tiền vì bạc gì hết. Thì con cũng ở đây với thầy là hồi từ chiều giờ nên là con cũng rất là gần vì thầy. Thì mình đến đây thì cũng không ai mời mình hết.
Dạ đúng gia rồi chủ ạ. Cũng không biết mình là ai mà mời mình dạ. Ở xa mà thì vô tình mình lên mạng mình thấy như sự việc như vậy mà bao nhiêu ngày tháng qua thì có rất nhiều, nói chung chính quyền tới cũng bó tay, không biết giải thích như thế nào, là đều bỏ mặc cho gia đình hết đúng không, các thầy khác cũng đến giúp hết sức nhưng mà cũng nói chung cũng chưa được. Thì mình thấy như vậy thì mình hiểu duyên, mình thấy tự cái bản thân mình trong lòng mình dạ. Mình tự đến đây chứ không ai kêu gọi mình tới đây hết dạ. Không phải tới đây để mình làm tiền làm gì hết. Dạ thầy cho phép con xin nói một câu nữa là chính quyền có đến đây để mà lập biên bản cái vụ cháy này thì chính quyền không tìm hiểu được cái nguyên do lý do vì sao mà cháy, nhưng chính quyền rất là tốt với gia đình, đã hỗ trợ cho gia đình vì gạo, quần áo và mền chăn chiếu gói. Do đó theo con thấy thì gia đình chính quyền ở đây rất là tốt với gia đình luôn á thầy. Đó cũng là một việc tốt. Dạ đúng rồi. Xin cảm ơn các chính quyền địa phương, ngành đó, chính quyền dạ. Địa phương đã hỗ trợ cho gia đình lúc khó khăn như thế này. Dạ. Thì tầm khoảng 1-2 ngày thì chính quyền có đến đây để hỏi thăm gia đình và động viên gia đình và có phát gạo cho gia đình. Và hôm bữa cũng có con ở đây thì gia đình ấy, chính quyền địa phương cũng có kêu gia đình lên chính quyền để mà họ phát cho một mớ mà gạo với mà đồ nữa. Rồi cũng xin cảm ơn chính quyền nơi đây. Nói chung cũng tạo điều kiện cho những vị thầy hoặc những người như mình đến đây là giúp cho gia đình. Nếu mà chính quyền mà gây khó khăn thì mình cũng không làm được việc gì ở đây. Thì cũng xin cảm ơn chính quyền nơi đây. Dạ. Thì lời cuối thì con với mấy anh em YouTuber ở đây cũng chân thành cảm ơn thầy đã đến đây hỗ trợ gia đình và cảm ơn chính quyền địa phương đây đã hỗ trợ cho các anh em YouTuber và thầy có điều kiện để đây mà hỗ trợ gia đình. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Dạ, chúc thầy nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ, tôi cảm ơn. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Rồi, không bây giờ nhiều. Thì anh em sẽ đi vô để bên trong. Tại vì tiếp tục đem đồ đạc vô để chuẩn bị một cái giấc ngủ thật là ngon. Ở làng đây đâu? Ít bên kia, ông đi từng đi xuống đây là... Đây là bà xã đây. Bà xã của thầy đây, nhưng mà quên. 6 tiếng hồ. Từ 6 giờ đến 12 giờ là mấy tiếng hồ. Chú biết rồi, không biết đâu. Chứ bây giờ ông hỏi con có thương không? Con thương ông, con đứng ở trên đây giờ này là gì đâu. Không thương ông sao đến đây với ông được. Giờ này ông đứng đây mà không thương ông sao được. Chú nhận lỗi không? Không phải là nhận lỗi con, không bác lỗi ông. Nhưng mà ý ông hỏi là con có thương không? Con thương hoàn cảnh ông. Chú nói bậy, nhận lỗi không chứ sao? Chú Năm ơi. Chỉ cần một lời cảm ơn của chú Năm là được rồi. Lời cảm ơn dễ nói lắm chú Năm. Không, chú Năm cảm ơn con rất nhiều là dễ nói mà. Đó vậy đó. Ví dụ con dùm Sam dạ. Rồi xong xuôi chú Năm nói thôi bây giờ có tiền bạc hay gì đó là góp qua một bên, con cũng không quan tâm đến cái chuyện kinh tế, nhưng mà trước mắt là ông cảm ơn vợ chồng con hữu duyên đến đây sẽ giúp được cho ông. Là cái điều đó là cái lời nói của ông con mong mỏi nhất khi con bước ra về. Đúng rồi. Chứ còn ngoài ra con không tiền bạc, nếu con đòi tiền được bạc thì con ở tiếng chứ con không có xuống đây đâu. Đường xá xa xôi xuống đây. Con nói con bán Nam chiến đấu về cạnh luôn. Dạ đúng là con vừa nói lý mà con vừa nói tình cho ông rồi hiểu luôn rồi. Chứ còn con không có tỏ ra mà giúp ông rồi phải đợi chờ ông kinh tế cho con. Nếu mà con đồ hỏi thì ở tiếng đồ hỏi rồi. Chắc chứ gì xuống đây em trả cho con mà xuống đây con đồ á. Đúng không? Đúng rồi. Không lẽ mà con giúp cho chú rồi chú đầu tràn gì? Dạ đúng rồi, nhưng mà không lẽ là con giúp cho chú rồi con mới làm ơn đòi tiền chú. Chắc gì mà chú có tiền mà con đồ á. Cho nên là nếu con nghĩ cái suy nghĩ đó thì con ở nhà cho con muốn xuống tới đây. Đúng rồi. Xuống tới đây là con chú nói không phải thì nói lương tâm chú nè. Giúp được cho chú. Mang ơn với con cái không lẽ chú nói bậy đâu. Dạ. Ngày mai con quay về chú nói con ơi bây giờ chú không có gì thì một lời cảm ơn vợ chồng con, chúc cho gia đình con kế con luôn mạnh giỏi. Rồi điều đó là điều con mong muốn nhất. Ngoài ra con không có đồ hỏi chú một cái gì nữa hết. Chú có nói làm bậy đâu. Dạ thì đó là con là, con không nói chú nói tầm bậy. Đấy là chú nói hết. Dạ. Chú nói không lẽ chú phản người. Không. Dạ. Không có, để câu nói trước. Dạ. Chú nói người ra chú. Vậy là ổng vô ổng đốt thiệt rồi nè. Ừ. Sao á? Sao vậy nè? Nè đột tôi mai cái vỏ này hồi chiều. Mấy ông đó kêu tôi đốt đồ bỏ hết. Cái tôi sạn lấy đồ dạ, mới thôi, nở cô ra. Cô Năm chuyện qua rồi à, thôi, mình đừng dắt bỏ, mình bỏ qua một bên đi cô Năm. Dạ, không sao, mình bỏ qua một bên đi cô Năm. Dạ, dạ. Thôi đồ cháy mình cứ bỏ qua đi cô Năm. Dạ, biết chứ.
cái đây cũng như là một chiến tranh đó. Đây là chiến tranh người ta làm đó, con có biết đâu. Dạ biết chứ, đây là một chiến tranh mà. Đấy, giống như là chú từng đi quân đội. Dạ. Nếu mà chết chỗ nào, nếu mà con có biết đâu. Chung có vậy mới biết thôi. Nhưng mà con nói với ông này, con không biết mà xuống đây con biết trong nhà ông có 5 người. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Ông nói câu nói đó con sẽ hỏi lại ông. Con không biết mà con bước vô con biết nhà anh có 5 người. Biết rồi. Ngay chỗ nhà mẹ với đâu nữa. Hỏi con là ông đi lính mà ông dịch mà ông đánh chết con có biết không? Sau rồi con trả lời với ông được. Nhưng mà con ngược lại con trả lời với ông. Con không biết nhưng mà xuống đây con biết nhà anh có 5 người. Đúng rồi, cái rõ là Tinh Đồng ơi bà... mấy đứa con thấy, bà thấy, chú có thấy đâu. Dạ, chú Năm ơi, chú Năm. Nói chung là chú đừng có nói, cái đó. Tôi không bao giờ phản ai nói ai hết. Dạ, bây giờ cái chuyện nó qua hết rồi, mình đừng có nhớ. Để nó qua rồi, qua thôi. Dạ. Hãy bỏ đi. Chú Năm ơi. Cũng như rồi mất đi, đừng nhắc lại. Dạ, dạ. Chú Năm, chú Năm. Không nhắc lại nữa cái đó. Chú Năm. Không nên nhắc. Chú Năm. Anh Kiều nãy chú Năm một cái chục tiếng luôn. Nghe nói chú Năm ở trên phía đây là có một cái ngôi mộ nằm ở dưới nền nhà đó, có không chú? Hồi chiều là nói mình có biết đâu không nội. Chú nghe nói thôi chứ cũng không biết luôn. À, nếu mà tao biết rồi tao nói chi không nội. Là cái người đó là nó nằm ở đâu, vị trí nào hả chú Năm? Đây là nằm ngay chỗ này nè. Nằm ngay cái quạt máy luôn. Ngay này luôn nè. Nó đi vô tới nằm trong đó luôn. Vậy là mấy cái luôn hả chú Năm? Vậy chẳng làm mấy cái luôn ha, mà từ ở đây mà dài cái bàn đó luôn chú Năm. Ừ. À, vậy tới mấy cái luôn. Thì, mã nói mà. Dạ, mã nói. Ờ. Nè, chú Năm nghe ai nói. Con gà đâu, ông thầy người ta có rước đâu, ta tự nói chứ ta cũng biết là. Dạ, là ông thầy nào nói hơn không? Đâu, ai biết đâu, tôi dạ, không biết dạ. Sứ nào, sứ tê, sứ ta đâu. Dạ, rồi thôi chú Năm nghỉ ngơi nha. Rồi, khỏe ha. Chú Năm gán ngủ đêm nay cho ngon nha chú Năm. Để xong rồi mình hấp thuốc quá trời mất ngủ rồi chú Năm. Năm hạn chế hút thuốc bớt nha, ho đó. Có ho đâu. Ủa? Chú Năm con hỏi nè, hôm gầy mấy anh em con quên hỏi. Chú Năm công việc chú Năm làm hàng ngày là gì? Hả? Công việc hàng ngày của chú Năm làm là cái gì? À, là động. Làm gì chú Năm? Đủ này là nghỉ rồi, còn làm gì nữa. À, chú Năm ở nhà cơm nước thôi. Mày lại mà lao động dữ lắm à. Mấy ngủ đi nha Năm ơi. Đi kia em vô liền đó. Năm ngủ đi tối rồi. Quen rồi. Chứ bình thường thì Năm mấy giờ mới ngủ? Ở nhà mà không có bị vụ này á cũng thức tới 1-2 giờ coi phim. Trời ơi, coi phim. Coi phim gì? Kim Tử Nga. Chụp Tử Nga. TV đâu gì Năm? Bị cháy rồi. À, TV bị cháy rồi. Bị cháy rồi. Rồi giờ coi điện thoại. Rồi chiều giờ cảm giác của cô Năm là như thế nào? Thấy hết mừng con. Vui không? Vui. Tối nay là vui rồi, không ngủ luôn. Thức luôn. À. Sáng đi luôn. Giờ nay bấm nằm mở cho coi. Dạ. Rồi. Ở nhà thì anh cảm giác của anh như thế nào anh? Cũng mừng, thấy ấm cúng lại. Thấy ấm cúng rồi ha. Ừ, cũng mừng. Hồi nãy thì mấy anh em mình cũng mới xuống căn nhà của chị Tư phía sau đó. Thì thấy gia đình của chị Tư với mấy đứa nhỏ ngủ rất là ngon. Thì tụi em cũng mừng, cũng vui. À, thì tối nay thì mấy anh em cùng với gia đình ngủ đây. Thì em với anh Phong cũng xin phép gia đình ngủ ở đây. Để trải nghiệm một đêm ấm cúng cùng với gia đình của mình. Dạ. Giờ tối nay ba anh em mình ngủ đây luôn không? Ừ, ngủ với mấy anh em này trải nghiệm một đêm cho quý cô chú chị mình biết luôn. Ấm hơn cái ấm hơn rồi cái màu trường. Ấm hơn. Ấm hơn. Nè, em thấy đem đồ vô quá trời lưng nè, đem đồ quá trời nè. Nhưng mà theo một cái người nào đó là nói cái có một cái giải mộ từ quạt máy mà về thẳng tới ngay cái tủ luôn. Cái này không biết có hay là không. Cái này theo ấy á. Là cái này cái đất người ta lấy ở ngoài kia anh em là cái phần xác cái phần cốt của người ta đem mình, đây mình lấy đất ở chỗ khác đem lại đây nhằm ngay cái mộ chỗ mình làm cái nền thôi làm cái nền thôi mình người ta mình cắn cốt chắc cốt vô cái gì à. Vậy chỗ kia có cốt mà chỗ này không có mà lắp mà để đất ở đây á sàn lắp á là những cái phần cốt của những người đó nằm ở chỗ này người ta đi hết rồi à.
Rồi, cảm ơn anh nha. Tối anh em mình ngủ chung ăn cúng một đêm ha. Anh em trả lời liền luôn. Mắt hiếp hiếp rồi. Trái, ông bà cô bác ơi. Giờ ở nhà bây giờ ngủ rất là ngon rồi. Thầy vẫn còn trực tiếp ở đây để tới ngày mai, và nếu ngày mai vẫn ổn thì sư thầy sẽ về sớm, còn nếu không ổn thì vẫn tới ngày mốt, nhưng mà Phong nghĩ là đã ổn rồi quá cô bác chị. Đồ đạc nó đem vô gần như muốn hết rồi. Ngày mai sáng mai là dọn vô sạch luôn hả gì nông? Dạ chứ còn đồ đâu nhiều mà muốn hết á. Hôm nay gần 1 giờ đêm mà dì Năm vẫn tươi. Mừng. Mừng con hơn mấy tháng rồi. Dạ. Ngày đầu con tới là con không dám đi xuống sau, nhưng mà bây giờ con đi giờ nửa đêm mà con vẫn đi bình thường. Đi một mình Phong á cô bác anh chị. Nói chung là mình sống, mình tin tưởng. Rồi ông bà phước mặt phước mày á thì người ta sẽ cũng phù hộ mình. Đó, niệm đồ đó, quần ổng áo cái ổng vô trong buồng em không biết ổng làm gì đó, ổng đi cho ra ở ra xong rồi ổng nghe cái màn nha, ông lại nghe cái màn, ổng vô cái màn luôn, ổng vô đây nè, ổng vô cái sau buổi trời em biết ổng muốn làm gì em không biết, là chị kia đi theo dõi, em theo dõi luôn, đúng rồi, cái đi xuống tới này dưới cho theo đây nè. Chị mới nói em là cẩn thận ông này nha. Rồi ổng mới đi vô trong phòng của má em, mặc đồ ổng đổ ra. Ờ, ông ngoại quá chưa. Em cũng đi theo luôn. Mà sao em không thấy cái mà em bước. Ê, giác anh em nó chạy vô liền. Cái giờ thật sự là nó đã quá là nửa khuya rồi. Cái giờ này của nhưng mà em thấy ông hầu nằm đứng ở đây, ông cái đồ ông bạc không có lửa đâu. Xuống lại ông mát tiếp cái mấy lửa rồi. Đúng rồi. Ông mát ra mà ông nhìn ra trong kia ông thấy người cái ông chẹt của em luôn mà ông chẹt luôn, chẹt ngay tấm niệm em là chị em luôn đó. Đó thì vậy đó. Thì bảo vậy chị giờ chị mới kêu em đi rồi đi xe giỏi ổng đi tới đâu đi đó. Ổng nói chứ anh sợ anh Tư nữa thì em ra anh Tư anh không sợ anh. Rồi. Thôi thì chắc có lẽ đoạn video trong buổi tối hôm nay nó cũng mang đầy đủ những cái thông tin và ý nghĩa và cái thông điệp trong cuộc sống, và bên cạnh đó là cái tình người. Ở đây là một sư thầy cùng với một cái người vợ đi tới để giúp cho gia đình mà mấy bữa nay là tự dưng bốc cháy, là ban ngày ngay cả vào ban đêm thì bữa nay là cũng đã ổn rất là nhiều ông bà cô bác. Lại xem phép ta không à? Thì Phong Nguyễn cũng thật sự cảm ơn ông bà cô bác đã luôn quan tâm, đồng hành và chia sẻ những cái thước khuyên thật là sự cảm động và mang tính nhân dân. Thì ông bà cô bác nếu có thấy đoạn video của Phong nó mang những cái thông điệp hay và ý nghĩa tốt thì có thể là cho Phong Nguyễn một cái đăng ký, một cái chia sẻ để làm cái hành trang, làm cái động lực để cho Phong Nguyễn sẽ làm tiếp theo những cái đoạn video nó đầy ý nghĩa hơn và nó tốt đẹp hơn cho cuộc sống này. Rồi, Phong Nguyễn khép chương trình tại đây. Và ngày mai sẽ là những đoạn video mới mẻ mơ hơn nữa. Rồi, chào ông bà cô bác luôn.